Nấu nướng ăn thật sướng xin mến chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay mình vào bếp để làm món bún chả nè. Ở trên bàn mình thì có một ít cái nguyên vật liệu để làm món bún chả hôm nay nha. Và bây giờ mình sẽ đi làm phần chả trước nha các bạn. Mình ở đây mình có là nạc vai xay nè, 350g. Mình có thêm 70g phần mỡ xay nha. Mỡ này mình xay về mình bỏ vào tủ lạnh cho nó đông lại như vậy nha các bạn. Và ở đây mình có là 30g da heo. Da heo này thì mình luộc lên và cắt nhuyễn nhuyễn như thế này để cho vào. Cái này là pate gan heo á các bạn. Mình có 50g nè. Kế đến là phần hương, mình có hành tím băm 30g, tỏi băm 20g. Và mình sẽ cho vào đây làm khoảng nửa muỗng cà phê tiêu xay ha. Và mình nêm vào đây là 20g nước mắm Nam Ngư nha, 15g dầu hào, 10g mật ong. Tất cả các nguyên liệu mình đã cho hết vào đây. Bây giờ mình sẽ trộn. Mình trộn cho các nguyên liệu này nó hòa quyện vào nhau và nó dẻo lại nha các bạn. Bạn nhớ trộn cho thật đều ha. Và cái phần thịt của mình cũng đã trộn xong rồi nè. Và mình chuẩn bị đưa vô viên và nướng thôi nha. Hôm nay thì mình nướng bằng lò điện nên mình sử dụng một cái vỉ như thế này. Và trước khi cho thịt lên nướng thì mình sẽ quét dầu lên trên vỉ để lúc mà cái phần thịt thành phẩm của mình đã chín thì lấy ra nó được dễ dàng hơn nha các bạn. Và các bạn cũng có thể nướng trên vỉ than á, nướng bằng than hoa đó cũng rất là ngon luôn nha. Vỉ cũng đã quét dầu xong thì bây giờ mình sẽ thoa dầu lên tay nè. Và các bạn nhớ trước khi mình làm công đoạn này thì các bạn rửa tay thật sạch nha. Bây giờ mình sẽ lấy thịt mình vo viên. Hôm nay là cái phần thịt này mình sử dụng là khoảng một viên như vậy là 30g nè. Mình vo tròn xong rồi các bạn ấn cho nó hơi dẹp dẹp xuống như thế này. Và cũng đừng có ấn mà dẹp mỏng quá nha các bạn. Nếu mình làm mỏng quá thì lúc mà mình đem cái phần thịt này đem đi nướng á, thì thịt dễ bị khô, sẽ không ngon nha. Và hôm nay thì mình nướng ở trong lò điện với cái nhiệt của lò. Mình nướng là 200 độ C và trong thời gian là 20 đến 25 phút tùy vào cái độ mòi dày mỏng của thịt nha. Trong khi chờ thịt chín thì mình sẽ sơ chế một ít cái phần nguyên liệu để làm đồ chua ăn kèm nè. Ở đây thì mình có đu đủ, 150g đu đủ. Các bạn có thể mua trái đu đủ xanh hơn của mình nữa thì nó sẽ giòn hơn nha. Đu đủ này thì mình sẽ cắt lát mỏng ra. Và hôm nay thì mình sử dụng đu đủ với lại một ít cà rốt nữa để tạo màu cho món ăn của mình nó thêm bắt mắt hơn đó. Đu đủ cắt xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho vào trong một cái âu như thế này. Và tiếp đến thì mình sẽ cắt cà rốt luôn. Phần cà rốt này mình cũng cắt mỏng ra giống như là đu đủ nha các bạn. Nhưng mà nếu các bạn thích ăn đu đủ không thì mình sử dụng hết là 300g đu đủ nha. Tại vì này mình chia ra 150g đu đủ và 150g cà rốt nè để tạo màu cho đẹp á. Tất cả cắt xong cho vào ô, các bạn có thể đi rửa lại và để cho ráo nước rồi mình mới ướp đường nha. Hôm nay mình có ở đây là 300g nguyên liệu và mình sẽ ướp vào đây là 40g đường. Ngoài đường ra thì mình còn có ít muối và giấm nhưng một xíu nữa mình sẽ sử dụng sau nha. Bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách ướp đường trước nè. Đường này mình trộn đều và mình ướp để cho trong cái nguyên liệu này khoảng là 30 phút để cho nó tan hết đường ra, rồi mình mới cho giấm và muối vô sâu nha các bạn. Đây là cái phần nguyên liệu ngâm giấm đường để cho mình ăn liền với cái món này nha. Và phần thịt của mình cũng đã chín rồi nè, màu cũng đẹp quá các bạn ha. Và mình cũng nướng cái phần thịt này cho nó hơi vàng xém xém mặt như thế này thì cái phần thịt ở bên trong nó mới săn lại, nó sẽ ngon hơn nha. Và các bạn cũng canh cái độ lửa tùy theo cái lò và cái miếng dày mỏng của thịt mà mình coi nha. Và cái phần đường ở trong cái nguyên liệu đồ chua của mình nó cũng đã tan hết rồi thì mình cho vào đây là khoảng 1g muối các bạn, và 40g giấm ăn nè, giấm gạo có nồng độ là 3% nha. Mình trộn đều và để đó có thể sử dụng được liền nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ đi nấu nước mắm chan nè. Hôm nay mình sẽ có đây là 50g đường cát, 55g nước mắm nam ngư, ở đây là 5g muối và nửa lít nước lọc. Ngoài ra thì mình còn có thêm là 50g giấm gạo có nồng độ 3%, nhưng mà chờ nguyên liệu này nguội thì mình mới cho vào. Bây giờ mình sẽ đi nấu nguyên liệu này cho nó tan gia vị nha. Cái nước mắm của mình cũng nó cũng đã tan hết gia vị rồi đó, mình sẽ để nguội và một xíu nữa mình sẽ cho giấm vào sau cùng luôn nha. Phần nước mắm của mình cũng đã nguội rồi nè, mình cho ra một cái thố hoặc cái âu như thế này, rồi mình sẽ cho giấm vào, mình hòa tan là được nha các bạn. Đây, giấm gạo 3% của mình cho vào là 50g ha. Và cái món bún chả hôm nay thì ăn kèm với một ít tỏi ớt như thế này là được rồi nè. Tất cả các nguyên liệu của mình đã xong thì mình bày ra một cái mạt như thế này. Và món này thì mình ăn gồm có bún tươi nè, một ít rau thơm, mình sử dụng ở đây là xà lách, tí tô và kinh giới các bạn. Ăn kèm với một ít cái đồ chua và không thể thiếu một ít tỏi. Và phần chả mình đã nướng. Cuối cùng là cái phần nước mắm mình chan vào, và đặc biệt là phần nước mắm chan vào cho cái món này thì các bạn nhớ là chan nhiều một xíu thì nó sẽ ngon hơn nha. Đó, không thể thiếu tỏi nè. Và chan nước mắm vô nữa là xong rồi. Chúc các bạn thành công với món ăn ngon mà mình chia sẻ hôm nay nha.